vô gạo tới cậy luôn, màu lá vẫn còn tươi. Lúa này gọi hộp, quá gọi hộp. Cảm ơn. Cảm ơn các. Quá đẹp. Màu đẹp quá không vậy? Ừ. Quá sáng luôn. Cái này là cực kỳ đẹp luôn. Cái nái đó hồi mùa gọi suốt im lắm. Màu này hết nói luôn rồi. Ý là cắt máy mà đẹp gì. No. Tại ổng không cúp qua kìa, ổng đẩy xuống đây nó làm cái bật nó mới lật dữ.
Bao này mà trung bình 55 kg thôi, mấy bao mà vàng vàng nhỏ nhỏ 55 kg thôi là khỏe. Cái gì chết, nó nặng nó gọi hột. Để đi nào gọi á. Biết rồi, biết rồi. Xe sao chắc thêm lớp nữa đi. Không, các chị nó thấy nó căng dễ. Đúng không? Thằng Thiên á. Ê, ý nó chắc dài quá, xa quá. Đây lên đây nè, ông chắc là đầu này.